Hello, mến chào quý vị. Mai đây. Hôm nay Mai đi mổ. Sau 6 lần vào hóa trị rồi, 6 tháng chống chọi như căn bệnh ung thư. Thì hôm nay Mai đã hoàn tất cái vào hóa trị rồi. Hôm qua Mai có đi bệnh viện để người ta đặt cái con chip vào người mình á, để cho họ mổ chính xác. Thì hôm nay Mai đi mổ. Cầu cho mọi việc êm đềm. Các bạn hãy cầu nguyện cho Mai để ca mổ thành công. Sau cái ca mổ này rồi á, thì người ta mới lấy cái ung thư đó ra, người ta xét nghiệm coi thử nó lây lan như thế nào rồi mới đi step tiếp theo. Thì cũng có thể là Mai sẽ vào xạ trị hoặc là vào hóa trị tiếp tục. Nhưng mà nếu vào hóa trị tiếp tục thì là người ta đổi thuốc khác. Cũng có thể may mắn thì mình không có làm gì nữa. Thì Mai bị ở level 2 á, hồi đó nó 3.6 cm, mà bây giờ thì nó đo lại nó còn thấy 2.2 cm thôi. Nhưng mà hy vọng rằng mổ thì nó chưa có lây lan á, thì nó tóm gọn lại thì Mai sẽ không vào xạ trị nữa hoặc là hóa trị nữa. Những cái tiếp theo Mai sẽ chia sẻ với các bạn. Còn hôm nay thì Mai đi mổ. Trong thời gian mà chống chọi với căn bệnh ung thư, Mai cũng cố gắng hết sức để giữ gìn mình. Mai mập lên dữ lắm. Bây giờ Mai lên tới 18-20 pound lận. Mập ơi là mập, mà Mai không có thích mập bao giờ. Mà thôi kệ, mập rồi cho nó khỏe để cho nó vượt qua cái cơn bệnh này á. Rồi mai mốt là Mai diet lại. Hiện giờ nha, Mai vẫn còn yếu lắm. Vào hóa trị lần đầu tiên á, thì sau 3 tuần, sau cứ 3 tuần là vào hóa trị một lần. Lần đầu tiên Mai vào hóa trị nha, 3 tuần sau á, 2 tuần đầu Mai mệt lắm. Nhưng mà tuần thứ 3 là Mai khỏe rồi. Cái lần thứ hai, tuần thứ ba Mai cũng còn hơi mệt mệt. Cái lần thứ ba, thứ tư nó cũng càng ngày nó càng mệt đó, trong người mình nó yếu dần. Tới lần thứ năm, tới ngày vào hóa trị lại Mai rất rất là còn mệt. Còn lần thứ sáu là lần cuối cùng á, hôm nay là tuần thứ năm rồi đó, mà Mai vẫn còn mệt lắm, đi đứng cũng chưa nổi luôn á, cũng như là mỗi lần đứng lên ngồi xuống rất là khó khăn. Còn yếu lắm, tay chân còn yếu lắm. Thì mỗi lần hóa trị như vậy á, nó vào nó giết chết những cái tế bào ung thư, nhưng mà thật sự á, nó cũng giết chết luôn những cái tế bào bình thường của mình. Chính vì vậy mà lông mày tóc đồ mình nó rụng hết chân luôn á. Thì vượt qua rồi. Có những người, nhiều người không vượt qua cái lúc hóa trị, người ta sẽ đi á. Có nhiều lần vô lần thứ ba, thứ tư bắt đầu người ta xuống tinh thần á, xuống sắc, xuống tinh thần là người ta không có vượt qua được. Hoặc là cứ 3 tuần vô một lần, mà nhiều người á 3 tuần không có vào được một lần là phải để 4 tuần, 5 tuần, có khi có người kéo dài 6 tuần vào một lần luôn. Nhưng mà sau 6 lần hóa trị á, Mai cứ 3 tuần một lần, 3 tuần một lần Mai vào đều hết luôn, cũng như không có miss cái tuần nào hết trơn á. Thì Mai cũng chia sẻ để cho các bạn biết, khi mà mình bị bệnh á, thì cái việc mà để cho là cho mình bớt bệnh nhất á, là không có ai tài giỏi gì đâu nha. Nhưng mà cái mà làm cho mình bớt bệnh đó là người thân của mình, những người chung quanh mình, yêu thương mình, đùm bọc mình, lúc nào cũng chở che mình hết.
coi như mình như báu vật á, mình cảm thấy cuộc đời mình đáng sống, yêu đời mình mới vượt qua được. Chứ mà chung quanh mọi người mình mà không có thương mình á là không có vượt qua được đâu, tại vì căn bệnh này nó cần sự yêu thương dữ lắm. Nên thành á, khi mà nhà mà có người bệnh á là hãy yêu thương hết nhất có thể để người ta vượt qua. Mai thấy vậy, tại vì khi mà Mai bệnh á, Mai được sự yêu thương của gia đình nè, của nhất là ông xã Mai á, chăm sóc Mai kỹ lắm. Mai nói thiệt, trên đời chắc không ai chăm sóc qua ông xã Mai hết trơn á. Nên thành á, Mai Mai mới khỏe được. Rồi à, các anh chị, các bạn, các cháu, cho dù ở xa cũng gọi điện hỏi thăm thường xuyên, gửi hoa thường xuyên. Thì những cái đó nó làm cho mình có động lực sống lắm. Tự nhiên mình thấy vui, yêu đời, yêu bản thân, yêu cuộc sống, thì mình mới vượt qua những cái lúc mà bệnh như thế này thôi. Chứ còn thật sự á, nhiều khi bệnh á, có những lúc nha, cái hồi lần thứ năm á nha, lần mà vào hóa trị thứ năm em mệt quá đó, mày có hối hận luôn á. Mày kêu tại sao mình phải chọn hóa trị, thôi thì sống bao lâu cũng được, đi cũng được, chứ có gì đâu mà mình phải hóa trị. Mai có hối hận là Mai đã chọn hóa trị, chẳng thà là sống 1 năm 2 năm nữa rồi đi cũng được, nghĩ vậy đó. Tại vì nó mệt quá đó, nó mệt quá cái nghĩ bậy vậy luôn á, như là con nghĩ bậy kêu thôi không có sống nữa luôn á. Nhưng mà bây giờ vượt qua rồi mình mới thấy là mình nghĩ bậy nha. Vượt qua rồi thì bây giờ á, cái căn bệnh này là chữa hết 100% mà, thì sống cũng được hả, 30 năm nữa, ba mấy năm nữa, thì sống cho những người yêu thương mình, thì mình thấy mình đáng sống, cuộc đời mình nó quý vậy á. Chứ hồi hồi lần thứ năm á, Mai có những cái suy nghĩ nha, lệch lạc dễ sợ, những cái suy nghĩ bậy nha, như thật tại sao mình phải chọn hóa trị làm gì, chết cũng được, nghĩ vậy luôn á, mệt quá mà. Nhưng mà giờ nghĩ lại thấy bậy. Mày mập quá chừng đó chứ, mập lu lu à, cái tay cái bắp tay kìa, người mày to ơi là to luôn. Không sao, bữa nay mổ xong rồi á, coi thử có còn hóa trị xạ trị gì nữa không. Nếu mà may mắn mà Mai không có vào hóa trị hoặc xạ trị nữa thì Mai sẽ ăn gạo lứt muối mè để cho nó ốm lại. Còn nếu mà hóa trị lại nữa thì Mai sẽ tiếp tục để cho mập tiếp. Tại vì khi mình ăn uống đầy đủ á thì nó mới vượt qua được. Tại vì cái đó nó giết tế bào thường của mình, nó làm cho người mình yếu lắm. Nếu mà mình không ăn uống đầy đủ á là mình sẽ hả dễ bị ngã gục lắm nha. Mà Mai là một con người mà gọi là năng lượng tích cực nha, mà hả yêu đời yêu cuộc sống dễ sợ, mà có những lúc mà còn nghĩ bậy nha. Lần đừng có nói mà những người mà năng lượng mà tiêu cực là thấy không xong rồi đó. Nên thành khi mà mình bệnh như nè, hãy giữ những cái năng lượng tích cực, và người thân chung quanh hãy yêu mình nhiều, yêu người bệnh nhiều chút nữa. Mai á vui mỗi ngày, cứ 2 3 ngày là Mai có một bình hoa mới, các bạn các em các chị gửi cho Mai, rồi ông xã Mai lúc nào cũng động viên hết á. Nhớ hồi Mai mới cạo cái đầu Mai mắc cỡ lắm, như là tóc không có đó, cười kỳ kỳ á, cái nhiều khi nó nóng quá chịu không là nổi. Đâu có phải lúc nào mình cũng đội khăn đội tóc đâu, nó nóng quá mày chịu không nổi mày lấy ra. Nhưng mà cũng mắc cỡ với ông xã, nhưng mà ông xã mà em cạo đầu đẹp, mai mốt á anh miss cái đầu của em á, tự nhiên Mai có cảm giác tự tin á. Cái giờ nhiều khi Mai không có đội tóc hay là không có đội khăn trước mặt ông xã, Mai cũng không có mắc cỡ nữa, như là Mai tự tin là ừ để cái đầu trọc vẫn thấy mình đẹp, đẹp mọi lúc mọi nơi, nghĩ vậy là thấy vui rồi. Chứ nhiều khi mình Mai cũng có mua nhiều bộ tóc lắm nha, Mai mua cũng 6 7 bộ tóc luôn á. Nhưng mà các bạn biết không, bệnh đeo tóc không nổi nha, đeo không có nổi luôn á. Các bạn cứ tưởng tượng đi, khi mà mình lạnh á
mình mặc cái áo lạnh á, mùa mùa mình ở cái xứ xứ lạnh mà mình mặc cái áo lạnh, mà mặc cái áo lạnh mỏng á thì còn mặc nổi, còn mặc cái áo lạnh mà dày quá đó là nó nặng ơi là nặng. Đó là người mình khỏe nha, còn khi mà mình bệnh nha, đội cái đầu tóc trời nó nặng, nó nặng vô cùng luôn. Mà đâu có phải cái đầu tóc giả mình đội vô là xong đâu, đội vô mình phải gài trước gài sau cho nó xích, nó đừng có rớt. Trời ơi Mai nói thiệt, Mai thở không nổi luôn á. Mai mua tóc mà tóc thiệt luôn á, 1.400 tới 1.600 một bộ luôn á, mặc đội đẹp lắm, đội mà không biết tóc thiệt luôn á, không biết tóc giả luôn á, nhưng mà đội vô nó mệt quá, mệt thở không nổi, người mình đã đi không nổi đứng không nổi rồi làm sao mà đội tóc được. Thì á không có nên mua tóc nhiều mà tốn tiền. Hồi đó Mai mua Mai tiếc á, bây giờ Mai đội khăn thôi, tại vì đội khăn nó nhẹ mà nó mát lắm, nó nhẹ cái đầu mà nó mát cái đầu của mình. Thì á cứ mua khăn đội, mà Mai thấy đội khăn cũng đẹp mà người, ai cũng biết mình bệnh mà đâu có cần phải đội tóc làm chi. Nhưng mà đội tóc thì sometime mình đi đi birthday hay là đi đám cưới á, mình đội cái tóc lên để cho mà tôn trọng cái ngày đám cưới hoặc là tôn trọng cái buổi tiệc birthday của người ta thôi, chứ còn thật sự á đội khăn là the best. Mai nói thiệt, Mai qua kinh nghiệm của Mai rồi, Mai là điệu nha, nó nói điệu vô cùng luôn, sợ xấu hơn sợ chết mà sức mấy mà chịu đội khăn. Mai là đội tóc không mà, nhưng mà 1-2 lần đầu Mai đội nha, sau này Mai đội không nổi nữa, thở không được luôn á, đừng có nói đội nó nặng nề mà cảm giác nóng nực bực bội. Mà nói tóm lại là đội tóc mệt lắm, dường như là 4 tháng này Mai không có đội tóc luôn á. Mai cũng có mua nhiều cái kiểu mũ á, có tóc ở dưới đây thôi, mình đội cái mũ là nó có tóc ở dưới là đẹp lắm, nhưng mà nó vẫn mệt à, cũng như là mệt lắm. Mà đội khăn thì Mai thấy nó mát, đội khăn nhất là mình mua mấy cái loại vải mà bằng phi bóng rồi nè, nó mát lắm, đội nó mát. Mới lại mua mấy cái mũ mà summer, nó dành cho summer, nó có những cái lỗ 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 á, mình đội lên thì nó khỏe. Chứ không có nên mua tóc nha, mua tóc hả tiền nhiều mà rốt cuộc không có đội, không có xài được. Maybe là sau này mình khỏe 1-2 tuần nữa mình khỏe, có thể mình đội được hay không thì cái đó Mai sẽ chia sẻ những cái video sau nha. Còn riêng hiện tại bây giờ mà kêu Mai đội tóc là không á, no. Thôi, thì xấu một chút cũng được, không có đội tóc nữa. Thôi tâm tình chia sẻ với các bạn để các bạn biết, cầu nguyện với Mai. Hôm nay 10 giờ, bây giờ còn 10 phút nữa là Mai đi bệnh viện. Xong tạm biệt các bạn, bỏ video lên để các bạn cầu nguyện cho Mai vượt qua cái ca mổ này nha. Chúc ca mổ thành công. Ca mổ này là outpatient thôi, tại vì hôm qua nó đặt cái chip trong người Mai rồi, nó đặt cái chip để nó mổ cho chính xác á, mổ xong là cho về liền thì chắc có nghĩa là không có nặng lắm, mổ chắc có mổ nhẹ thôi, mổ để lấy cái ung thư ra đó. Còn cái hộp mà hồi xưa họ mổ, họ đặt cái hộp mà để mai mai vào hóa trị thì chưa có lấy ra để đó, tại vì mỗi 3 tuần là Mai phải vào cái antibody body á, nó cái là nó để làm cho cái hồng huyết cầu, cái bạch huyết cầu mình nó lên, với lại cho người mình có chất đề kháng á, tại vì khi mà vào hóa trị nó giết hết các tế bào trong người mình rồi, mình trong người mình không có còn chất đề kháng nữa, người mình yếu lắm, dễ bị vi khuẩn xâm nhập, nên thành cứ 3 tuần là Mai phải vào cái chất đó để cho mình khỏe lại, cho hết cuối năm nay là Mai mới xong. Cuối năm nay là xong rồi họ mới mổ, họ lấy cái hộp đó ra, cái hộp mà hồi mổ người ta bỏ vô cho làm để truyền hóa trị á. Thôi chào tạm biệt các bạn nha.
hãy cầu nguyện cho Mai. Qua cái video này, Mai cũng muốn gửi lời cảm ơn các bạn, các anh, các chị đã gửi hoa tặng cho Mai mỗi tuần, và những lời cầu nguyện cho Mai Ly bớt bệnh. Nhiều khi Mai Ly rất là tin những cái lời cầu nguyện làm cho Mai bớt bệnh lắm. Tại sao những người mà Mai đi xạ trị chung thấy người ta yếu đuối lắm, còn Mai thì khỏe mạnh như vậy, thì Mai nghĩ là nhờ các lời cầu nguyện của các bạn á, nên thành Mai mới khỏe mạnh. Chào tạm biệt ha, một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các anh, các chị. Chào tạm biệt.